Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình là Lộc Suzuki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Trong ngày hôm nay thì Lộc sẽ xây một cái chỗ có cái bánh xe nước các bạn ơi. Tại vì mình thấy có cái hồ ở trước kìa. Đấy, rất là thích hợp để xây cái bánh xe nước luôn. Ok, bây giờ mình sẽ quăng bánh xây nha. Nguyên liệu chủ yếu là gỗ cũng như là ít đá các bạn ơi. Rồi, ok, mình sẽ viền phần mái bằng đá nha các bạn. Đó, cho nên mình cần nấu đá ra sẵn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ở đây có một anh cướp dân làng này. Anh này ha. Anh ở đây lâu lắm rồi mà anh chưa chịu về nhà. Ui. Ủa xong được. Wow, ok ok, được đấy. Bây giờ mình sẽ đứng đây rồi đợi bọn cướp nhân làng lại nha bạn. Tại vì trong nhà mình có hai nhân làng ấy, cho nên bọn này tới để đánh mẹ ảnh này. Wow, được đấy. Đấy, thích thì chiều thôi. Này, này thì kéo ha. Binh đoàn lại đây hả? Vậy là kéo lại chỗ hồi nãy cái tên dân làng cầm đầu á các bạn. Đấy, tên cướp dân làng cầm đầu á các bạn. Rồi. Thì ra là vậy. Ok, được. Dầm sẽ đánh bọn này bay lên bờ lại cái đã. Đánh bọn này bay lên bờ trước đi. Này thì nhá, cướp làng hay đánh dân làng của tôi hả? Rồi, còn tên cuối cùng thôi. Đấy, không biết lần này mình có bị thất bại không nữa. Hôm bữa các bạn mình đánh chưa gì hết đã bị thất bại rồi. Ok, lần này mình sẽ cố gắng để chiến thắng nha, không để thất bại nữa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm mấy tên còn lại thôi. Ủa, đâu ta? Còn hai tên nữa các bạn ơi. Ủa, mình nghe tiếng nè. Mà không biết đâu nữa. À, núp ở đây. Trời, mà núp lớn rồi. Mà, trời núp hả? Mấy anh núp dưới đây không biết đường lên các bạn ơi. Rồi, để lên thôi. Đó, được cái quay đầu tiên rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đợi tiếp nha. Đó, đợt 2 gần tới kìa. Nhưng mà đánh ở dưới nước đó các bạn hơi khó chịu một tí ấy. Tại vì mình phải lôi mấy ảnh lên bờ nữa. Đánh dưới nước thì hơi lâu chết mà ảnh đây. Lên nữa nè. Ui. Đánh cho mà ảnh bay vô xương rộng luôn. Đó. Này thì á, hổ báo. Đó, mình có xương rộng cũng lợi lắm các bạn ơi. Mình đánh cho mà ảnh rơi vô xương rộng ấy. Đó, mình không cần phải đánh mà ảnh. Wow, được hai cái emerald luôn. Hấp dẫn. Rồi, quýnh. Ui. Mấy này giờ bắn đau lắm các bạn ơi. Mình chưa kịp lấy cuốn sách nạp nhanh ba về ấy. Với lại mình không có nhiều mũi tên nữa các bạn ơi, cho nên không có dùng nỏ thường xuyên được ấy, các bạn thông cảm nha. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ qua cái chỗ farm gà của mình đó các bạn. Ấy, mình lấy một ít cái thịt gà đi để có thức ăn nữa. Bây giờ mình còn có 4 cái đùi gà. Ok, giờ lấy thức ăn thôi. Đấy, không biết nó có nhiều chưa nữa. Được ba mấy cái rồi. Về. Yeah. Rồi, chiến đấu tiếp thôi các bạn, có thức ăn rồi. Lần này mình chiến đấu mình không dùng khiên nha, tại vì bây giờ mình có giáp kim cương rồi các bạn à. Đó, không cần dùng khiên đâu. Dùng khiên thì mấy anh đánh không lại mình chắc rồi. Rồi. Để tiếp tục nào. Anh đâu ta? Lần này hình như không đi từ hướng này các bạn ơi. Anh đi từ hướng nào ấy? Để mình qua đây coi, biết đâu mấy anh đi từ hướng này sao các bạn. Mấy anh đâu ta? Mấy anh ơi. Lần này hình như đi từ hướng bên sa mạc hay sao các bạn à? Để mình thử lên cao mình kiểm tra thôi nha. Ủa mấy anh đâu rồi? Ủa, giờ phải tìm mấy ảnh nữa các bạn ơi. Bây giờ mấy ảnh không tìm mình tới mình tìm mấy ảnh nè các bạn. Ủa, ở đây thì không có cái hiệu ứng đó. Vô đây thì lại có. Vậy là mấy ảnh bị té cái hồ nào rồi. Như mấy anh hồi nãy các bạn lọt xuống hồ ấy. Ok, giờ mình sẽ qua đây mình tìm mấy ảnh nha. Ủa, có khi nào ảnh tấn công mấy anh nhỉ? Ủa, cái này là lửa cháy các bạn ơi. Có khi nào mấy ảnh tấn công mấy anh nhân làng của mình ở đây không ta? Ở đây cũng không có này. Mấy ảnh đâu rồi? Đừng nói mấy ảnh đi lạc nha. Ủa mấy ảnh đâu ta? Mình còn cái hiệu ứng nè các bạn, nhưng mà mấy ảnh đâu mất mình không thấy này. Nè, ở đây là vẫn còn cuộc xâm lược này. Căng nha. Rồi để mình tìm xung quanh coi các bạn. Mình lần này là lần thứ hai mình không tìm thấy mấy anh cướp dân làng khi mấy ảnh cướp làng mình ấy. Ủa ngộ ta. Ủa các bạn nào biết mà tại sao có cái cuộc xâm lược ở trên ấy mà không xuất hiện mấy anh cướp dân làng ấy, thì đừng quên comment lên phía dưới nha. Mình khắc mắc là không biết tại sao mấy ảnh không lại tìm để đánh nhau với mình nữa. Ngộ nha. Nếu mà ảnh không tìm tới mình ấy chắc mình tiếp tục xây dựng nha bạn. Mình định chiến đấu với mấy ảnh xong rồi xây dựng luôn ấy. Nhưng mà mấy anh không tìm mình thì thôi, mình xây dựng tiếp thôi. Rồi, đất thì chắc mình sẽ đặt vô đây đi. Đó, được 3 cột. Đó. Lấy một cục ở đây đi để đi lên các bạn ơi. Ở đây không có chỗ đi lên này. Rồi, lấy cục này để đi lên nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xây một cái bánh xe nước ngay tại đây nha các bạn. Đó, tại vì ở đây có cái hồ nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn các bạn ơi.
Ok, bây giờ chúng ta cùng xây nha. Đầu tiên thì mình cần đặt đặt kiểu như cái gì ta, cái đồ gắn cái bánh xe lên đấy các bạn ơi. Đặt ngay đâu cho thích hợp nha. Canh giữa hồ luôn nha các bạn. Đây, ở đây giữa hồ này. Đó, mình sẽ kéo ra tầm tới đâu ta? Tới đây đi. Đó, tạm thời tới đây nha các bạn. Mà ra chắc mình sẽ cào vỏ đi các bạn ơi để nhìn cho nó đẹp ấy. Rồi. Tiếp theo các bạn làm cho đặt bốn cái trụ cho mình nha. Về bốn hướng nha các bạn. Đấy, mọi hướng thì Ui. Lúc tôi xây thì lại tìm. Này thì lì này. Wow, mấy ảnh hình như ở xa lắm các bạn ơi, bây giờ mới mò tới nè. Ok, các bạn đặt cho mình cái bánh xe là như vậy nha các bạn. Ấy về mỗi hướng là 2 ô thôi. Rồi tiếp theo các bạn đặt cho mình bốn cái hàng rào nha. Hàng rào thì các bạn đặt chính giữa các bạn ơi. Rồi, đặt ngay tại đây nè. Đó, bốn cái nha. Đây, rồi xong. Tiếp theo là mình đặt mấy cái hàng rào, cái cầu thang các bạn. Đấy, cầu thang thì mình đặt ở dưới là lật ngửa lên nha. Đấy, cái này cũng vậy này. Còn ở trên thì lật úp xuống nữa các bạn. Rồi, đặt như vầy và vầy. Đó, thì nó sẽ thành hình một cái bánh xe nước ấy các bạn ơi. Rồi, ở tương tự ở phía trên này. Đó, đặt như vầy. Đấy, cũng như là ở bên đây nè các bạn. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi. Tiếp theo thì các bạn đặt cho mình mấy cái cửa sập nha. Cửa sập thì các bạn đặt dọc theo cái này luôn nè các bạn ơi. Đó. Đặt như vầy và ở trên luôn nha. Rồi bây giờ chắc mình sẽ ngủ đi. Rồi cũng như là chế tạo mấy cái cửa sập ấy các bạn để đặt vào nha. Ok, mình đã đặt xong cửa sập các bạn ơi. Đó, bây giờ chúng ta đã nhìn nó gần giống cái bánh xe nước rồi đó các bạn. Bây giờ công việc tiếp theo mình chỉ cần đặt nước vào thôi. Đặt nước ở phía trên đấy các bạn ơi. Là nước nó có thể chảy xuống ngay. Rồi, giờ đặt nước vào đây. Đó, vậy là xong cái bánh xe nước rồi. Vậy ngoài ra ở đây các bạn có thể trang trí thêm bằng cách đặt mấy cái gì ta? Mấy cái chậu bông á các bạn, kiểu như là nó đang hứng nước ấy. Bây giờ mình sẽ xây thêm một ngôi nhà nha, ở cạnh cái bánh xe nước này các bạn để nhìn cho nó đẹp nha. Tại vì ở đây còn khá là trống nè các bạn ơi. Rồi các bạn sẽ đặt một cái trụ nha. Trụ thì mình chắc mình sẽ dùng trụ bằng gỗ phân sam nha các bạn. Mình sẽ xây nó sát cái này luôn. Cạnh cái này luôn nha. Rồi ở đây thì đi lên nào. Mình sẽ vướng đầu rồi. Vậy là cần phải xích ra một xíu các bạn ơi. Như vậy thì không được đâu. Xích ra đây đi nha. Rồi ở đây thì mình sẽ lên để mình coi. Cái này mình sẽ nói ngang trước đã. Cách ra 1, 2, 3. Vừa đủ luôn các bạn ơi. Cách ra 3 ô đi. Rồi mình sẽ đặt thêm một cái trụ ấy. Rồi cái này kiểu như giống như phần sàn các bạn ơi. Đứng trên mặt nước này mình sẽ cách ra thêm một ô đi. Rồi nói ngang 1, 2, 3. Vậy là cái này 5 ô được không nhờ. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Để mình coi cái nhà nó có như sao. Kiểu như nó có bự quá không các bạn. Cái này mình không cần quá bự đâu. Ok, tầm này chắc cũng được rồi đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi lên. Cái này là 3 ô đúng không. Vậy là cái này lên thêm đấy các bạn ơi. Ok, cái này mình sẽ lên thêm nha. Cái này lên thêm tầm 5 đến 7 ô đi các bạn, để cho nó cao hẳn luôn ấy. Rồi cái này thì mình sẽ cách một ô rồi về. Đó, cái phần bên có cái bánh xe nước các bạn, mình sẽ làm như vậy nha. Đó, cách một ô đó các bạn. Rồi còn cái này sẽ lên bằng với cái kia luôn. Nè, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 ô thì các bạn kéo ngang giúp mình nha. Rồi cái này tương tự kéo qua bên đây luôn các bạn ơi. Đó, như vậy ta đã được cái khung nhà rồi. Đấy, khá là rộng rồi. Ngoài ra đây mình sẽ làm phần đường đi lên nè các bạn ơi. Mình sẽ đặt cầu thang để đi lên đi. Tại vì mình có một ít cái cầu thang nè. Làm sao cho đẹp ta. Đi lên vậy đi. Đó. Vậy. Và vậy. Rồi. Rồi xong. Cái này mình sẽ nói ngang luôn nha. Cái này là đi lên trên nhà nè. Đó. Không biết nhìn gì được không nhờ. Để mình đặt ở đây một cái trụ nữa đi các bạn ơi. Đấy. Đặt như vậy. Cũng ổn đấy các bạn. Cũng không tới nỗi nào đúng không. Rồi đây là phần đường đi lên nha. Vậy là cái này cần phải nối xuống luôn các bạn ơi. Đấy. Đặt như vậy. Rồi. Vậy là ổn rồi. Rồi, mình sẽ 1, 2, 3, 4. Cái này nó sát chết núi rồi. 1, 2, 3, ok, cách bao đi. Rồi mình đặt một cái trụ nữa các bạn ơi. Đấy, lên cho nó bằng cái này luôn nha. Mình còn hai mấy cái khối gỗ thôi. Rồi, tạm thời như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ mình sẽ làm phần mái nha các bạn. Trước tiên làm phần mái, chắc mình sẽ ốp phần tường lại đi các bạn ơi.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm lại phần máy nha bạn. Đầu tiên thì các bạn đặt cho mình mấy cục gạch đá chính giữa hoặc block bất kỳ các bạn để làm dấu nha. Mình đã chia lại cảm ơn ở giữa này là ba ô nè. Đấy, đây cũng ba ô và ở đây chỉ cần một ô thôi để cho nó giống như ở bên cái bánh xe nước các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ở phần mái trên, phần viền mái trên nha. Đầu tiên thì các bạn đặt ngược lại như vậy. Đấy, tương tự với phần bên đây luôn nha. Nó sẽ cân đối hai bên đấy các bạn ơi. Rồi tiếp theo là một cục gạch đá và cầu thang. Đấy, cứ như vậy mà ốp lên trên thôi các bạn. Gạch đá rồi cầu thang. Cầu thang và lật ngược lại. Đây, đấy, vậy là xong một bên rồi. Bây giờ tới phần bên đây nha. Bên đây thì cũng tương tự với bên kia luôn các bạn ơi. Vẫn là cầu thang, gạch đá, cầu thang. Gạch đá, cầu thang. Đấy, vậy là cứ lên trên là nó thành cái máy medieval thôi các bạn ơi. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi, ốp lên đây và tại đây. Đấy, vậy là xong rồi. Đó, ngoài ra ở đây các bạn muốn đẹp thì các bạn có thể thay thế bằng cái cầu thang nha. Đó, nhìn nó sẽ ổn hơn các bạn ơi. Và ở bên viền này cũng vậy luôn này, mình sẽ đổi lại bằng cái cầu thang nha. Đặt vô đây, đấy. Cũng như là ở bên đây nè. Mình sẽ đập cái này ra rồi ốp lại bằng cái cầu thang nha. Ốp lại vô đây, đấy, vậy là xong rồi. Đó. Tiếp theo ấy, mình sẽ ốp lại bằng cái gỗ băng sam nha bạn. Đó, mình có một ít gỗ băng sam này. Ok, bây giờ mình sẽ đổi hết ra cái cầu thang ấy. Mình sẽ ốp lại luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một ít cái chậu hoa nha bạn để qua ông bển để trang trí cái cối không cái bánh xe nước nha. Đấy, nãy giờ mình cũng đã hoàn thành phần mái cũng như là ốp phần tường lại luôn rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta chỉ việc đặt mấy cái này vào để trang trí thôi. Rồi. Đó, nhìn xa xa thì các bạn thấy đấy, phần mái thì nó sẽ được viền bằng đá các bạn ơi và nó được hai cái mái nối liền với nhau ấy. Đó, mình thấy cái mái này cũng khá là ổn đối với cái nhà của bánh xe nước nha. Ok, ở đây thì mình sẽ đặt mấy cái chậu bông này để mình kiểu như hứng nước ấy các bạn ơi. Đó, đặt vào đây cũng như là ở đằng sau luôn nha. Ở đây mình làm ở đây thiếu nè. Làm một hồi ở đây thiếu chứ. Rồi, đặt vào đặt ở đây. Đấy, cũng như là ở trên nha. Rồi, ở đây mình hứng được tới 8 chậu hoa luôn. Wow. Đấy, cũng như là ở đây là đặt nước nè các bạn. Đó, mình hứng nước vào nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ đặt kính vào. Mình có nấu một ít kính để làm tấm kính đấy các bạn. Rồi, đặt kính vào đây. Ở đây mình chưa biết đặt cái gì các bạn. Sắp tới chắc mình sẽ đặt một cái map các bạn ơi. Một cái map khổng lồ ấy. Đó, mình sẽ đi khám phá đầy cái map của mình đặt vô đây nè các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì mình cũng đặt kính ở phía trên đấy các bạn ơi. Hình như cái này dư. Không, cái này đúng cái này. Ở trên mình cũng đặt kính nha. Đặt ở đây. Đó, cũng như là ở bên đây này. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ thắp đèn lên các bạn. Đèn lồng sẽ đặt ở giữa nha. Đặt ở đâu ở giữa ta? Cái này là số chẵn rồi. Mình xem không để ý cái này thành số chẵn các bạn ơi. Không sao đâu, mình sẽ đặt hai bên đi các bạn ơi. Đó, cũng như là ở bên đây một cái luôn nha. Đặt ở đây đi. Đấy, cũng như là ở đây nè các bạn. Rồi, xong. Ở phía trước có nên đặt không ta? Mình nghĩ ở phía trước thì không nên đâu. Ở đây mình đập ra đi để cho nó đẹp đấy các bạn ơi. Rồi, ở đây cũng vậy nè, đập ở cái chính giữa ra các bạn. Đó, vậy là ổn rồi đấy. Ok, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành xong cái bánh xe nước rồi. Đó, nhìn cũng khá ổn nha bạn. Các bạn nào mà thấy mình cần chỉnh sửa chỗ nào ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha bạn. Ở những tập đầu mình mới chuyển qua khu rừng thì mình có tìm được một con vẹt ở bên kia các bạn ơi. Nhưng mà mình thần phục không được ấy, cho nên bây giờ mình sẽ lấy thật là nhiều hạt giống ấy để mình qua bên khu rừng các bạn ơi để tìm cái con vẹt và thuần phục nha. Tại vì mình qua rừng lâu rồi mà chưa có vẹt để đi theo á các bạn. Tại vì vẹt khi mà mình thuần phục được á các bạn, nó sẽ trèo lên vai mình, nó ngồi ấy, nó nhìn rất là ngầu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ wow, thì ra nãy giờ mấy ảnh núp ở bên cái nhà nấm của mình, hảo nào mình tìm không ra các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quánh mạnh luôn nha. Ok, quất cả mạnh luôn. Quýnh mấy anh luôn, quýnh nè. Quýnh lẹ, quýnh lẹ, quýnh lẹ. Ở đây 4 anh luôn. Wow. Mấy anh cũng spawn ở trong cái vườn trúc luôn các bạn ơi. Mình cứ tưởng mấy anh chỉ spawn ở vùng đồng bằng ấy. Ai về rừng trúc cũng spawn luôn. Wow. Mấy này spawn everywhere luôn các bạn ơi. Rồi. Được đấy. Lần này mình không có cái dính hiệu ứng các bạn. Chắc là mình đang còn cuộc xâm lược ở đằng kia ấy, cho nên không có ở đây còn một anh nè. Cho nên không có dính thêm hiệu ứng ấy các bạn. Đó. Đánh anh này thì là bị điểm xấu này. Ok, chắc bây giờ mình sẽ qua bên đằng kia ấy các bạn để mình tìm bé vẹt nha. Tại vì hôm bữa mình có tìm thấy một bé vẹt các bạn ơi. Đó. Ngoài ra mình cũng còn phải để xung quanh đây này, tại vì trong rừng là sẽ gặp được mấy bé vẹt nha bạn. Để mình coi ở đây có không ta.
Ồ, phải nhìn kỹ các ơi, tại vì mấy vẹt màu nó kiểu như nó trùng ấy. Ủa, ở đây còn một tên nè. Quýnh luôn, ấy. Không, diệt cỏ phải diệt tận gốc các bạn ơi. Diệt, diệt cỏ tận gốc luôn. Rồi, ok. Vậy là xong bọn cướp dân làng rồi. Bây giờ chủ yếu là mình tập trung vào việc tìm mấy bé vẹt nha. Mình cần tìm hai bé vẹt các bạn ơi, để có gì mình nhân giống lên đây. Để mình coi coi. Phải tìm thật kỹ các bạn à. Để mình xem coi. Có nào mấy bé vẹt ở trên độ cây không nhờ? Mình chưa tìm thử trên độ cây các bạn ơi. Để mình coi coi. Khá là khó nhìn đấy các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ về nhà ấy, để lấy cái dàn giáo các bạn, rồi trèo lên độ cây để tìm nha. Mình nghi là mấy bé vẹt ở trên độ cây lắm, tại vì ở rừng mà cây rất là cao luôn, mấy bé vẹt có thể bay ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ về lấy tầm như ta một stack đi, một stack cái dàn giáo các bạn, rồi mình trèo lên độ cây mà tha hồ mà tìm luôn. Với lại đó giờ mình chưa thử. Úi. Cũng sắp được, còn lại một. À, vậy là nãy giờ mấy tên này núp ở đằng kia các bạn ơi. Được đấy, được đấy. Giờ mình sẽ lấy cái dàn giáo nha. Rồi. Lấy nhiều nhiều xíu các bạn ơi. Nhưng mà còn một tên nữa mà mình không biết ở đâu này. Còn một tên kia đâu ta? Có lẽ mấy tên đó còn ở bên cái khu rừng ấy các bạn ơi. Mình sẽ qua lại cái khu. Đừng. Quên, anh dân làng thì có thể mở cửa. Quên. Rồi, ok, giờ sẽ qua lại khu rừng nha. Với lại còn một tên mà mình không biết cái tên đó ở đâu các bạn ơi. Để mình coi coi có trong đây không nha. Trong đây là không có rồi. Ok, giờ qua bển chủ yếu là tìm bé vẹt trước đi các bạn. Mấy tên cướp dân làng khó hiểu thật ấy. Cứ đi đâu mà mình khó tìm ghê luôn á. Rồi, giờ mình sẽ trèo lên đồ cây nha. Cũng khá là cao các bạn ơi. Té khơi khơi là ngõm ấy. Rồi, phải cẩn thận mới được. Rồi, giờ trèo lên. Đó. Đặt nhầm. Phải đặt ở phía dưới cái gì ta? Cái dàn giáo nha bạn, thì mới được ấy. Tuốt lên đồ cây kìa. Mà như bị đụng thì phải. Bị đụng rồi. Không sao, rồi giờ mình lên chỏn trước đi các bạn ơi. Đó, bây giờ. Hình như phía trước kìa các bạn ơi. Đó. Đây có một bé nè. Phải không ta? Đúng rồi. Đây. Ăn này, cứu ăn nè. Ăn nha. Ăn đi, thần phục đi, chịu đi. Đừng. Đó. Mình thực phục được rồi các bạn ơi. Đó. Gì. Ui. Mình chạy là bé vẹt sẽ kiểu như bay các bạn ơi. Rồi. Leo dây. Đó. Mình không có đuốc. Có đuốc nè. Mình cắm lên cho các bạn dễ nhìn nha. Một bé vẹt có cái phần trước là màu vàng các bạn ơi. Wow, bé này khá đẹp luôn. Ngay màu xanh nước biển mà mình thích nữa. Rồi, được rồi, vậy là được rồi. Rồi, giờ mình sẽ dẫn bé vẹt này về nhà nha. Kiểu như mình chạy thì bé vẹt sẽ rời khỏi dây các bạn ơi. Đó, bé vẹt cũng biết tay đe giống như bé sói ấy. Được ấy, giờ mình sẽ vào đây và ngủ nha. Sáng thức dậy rồi tìm thêm một bé nữa các bạn ơi. Để cho bé vẹt này có bạn ấy. Ngồi xuống. Đấy. Rồi, ngủ thôi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã tìm thêm được một bé vẹt đầu tiên rồi. Rất là thú vị luôn. Tại vì khi mà có bé vẹt các bạn, mình kiểu như là cướp biển ấy. Tại vì cướp biển thường có một bé vẹt ngồi kế bên. Rồi, leo lên. Lên em ơi. Ủa sao không chịu? Bé đang ngồi. Rồi, được rồi nè. Đó, chịu lên. Đấy. Bé vẹt rất thông minh luôn. Đấy, chịu lên nè. 1, 2, 3. Đó. Rồi, tạm thời cho bé này ngồi ở đây đi. Chạy cho bé xuống các bạn ơi. Không chịu xuống à. Rồi, ngồi xuống. Đó, ngồi ở đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ tìm thêm một bé nữa các bạn ơi. Đó, để cho bé này có bạn ấy. Rồi, lấy lại dàn giáo nào. Thì ra mấy bé ở dưới mặt đất cũng có các bạn ơi, chứ không phải trên đọ cây. Vậy thì đỡ bước máy luôn. Rồi, giờ mình sẽ tìm thêm một bé nữa nha. Lần này chắc mình sẽ lên đọ cây thiệt ấy. Tại vì lên cao các bạn dễ nhìn nha. Như nãy nhờ mình lên cao mình mới gặp được bé vẹt ấy các bạn. Nhưng mà ở đây thì hơi ít cây kìa. Ở đây chủ yếu là tre các bạn ơi, tại vì ngay rừng tre mà. Đây có bé heo. Không biết có bé vẹt gần bé heo không nhờ. Tại nãy mình thấy một bé vẹt ở đằng đó các bạn. Thành ra bây giờ mình sẽ thử tìm coi. Nói chung vẹt thì cũng khá có tìm các bạn ơi. Tại vì vẹt vừa nhỏ ấy, mà màu thì lại vừa giống với cái màu cỏ này. Đó, thành ra rất là khó tìm luôn. Đây, bé này màu xanh của trúc luôn các bạn ơi. Rồi, ăn đi.
nhầm nhầm đó rồi, được rồi. Yeah, vậy là bé vẹt này đã có bạn ở nhà rồi, giờ về thôi. Đấy. À, bé vẹt này màu rất là giống của màu của cây trúc luôn các ông ơi. Đó rồi. Rồi về thôi. Đấy, giờ mình sẽ chạy nhanh về rồi cho hai bé đẻ con nha các bạn, để coi bé vẹt con như thế nào nha. Đấy. Rồi về thôi, về thôi. Về rồi, về. Tay le rất là nhanh luôn. Rồi đứng lên. Đấy, không biết ăn được chưa nhờ. Vẫn chưa ăn được các ông ơi, kiểu như mình mới thuần phục ấy, chưa cho ăn được này. Mình có nên làm cái chỗ cho mấy bé này đậu lên không nhờ? Mình dự định làm một cái chỗ để cho mấy bé vẹt đậu lên đó các bạn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ về làm luôn đi. Cái đó chắc cũng đơn giản mà đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ về chuẩn bị nha. Mình nghĩ cái đó chắc cần cái tấm thảm các bạn, tại vì mình muốn cho mấy bé vẹt ấy đứng trên tấm thảm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị vật liệu rồi chúng ta cùng xây nha. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ dẫn mấy bé vẹt về nhà mình nha. Đấy, để mình còn xây cho mấy bé chỗ ở nữa. Ok, giờ mình sẽ dẫn bé này về, cũng như là bé này. Không biết bây giờ ăn được chưa nhờ. Để tí mình về mình lấy hạt giống cho mấy bé ăn thử nha bạn. Rồi, về thôi. Mấy bé kêu rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ chạy riết về. Mấy bé tay le theo được ấy các bạn, cho nên không cần phải lo đâu. Mấy bé sáu cả. Rồi, về, giờ về xây thôi. Mình dự định sẽ xây kiểu như một cái lồng rồi các bạn ơi. Mình sẽ đặt ở dưới mấy cái tán cây này. Cẩn thận mới được, mình không được chỉ các bạn ơi, mình lỡ đánh trúng một phát coi chừng bé vẹt bị ngõm ấy. Còn một bé nữa đâu ta? Ủa, còn một bé nữa đâu? Ủa, thôi kệ đi. Rồi mình sẽ là trèo lên nha bạn. Bé trèo tuốt cây kìa. Được đấy, được đấy. Rồi mình sẽ trèo lên nha. Leo lên cao xíu các bạn ơi, để mình làm cái lồng ấy. Rồi đầu tiên trèo lên danh. Rồi giờ mình sẽ làm một cái lồng ngay tại đây nha. Đặt xuống như vậy. Đấy, đặt như vậy. Rồi đi xuống một xíu. Ui sao không ngồi yên đi, ngồi yên đi bé ơi. Không được. Bây giờ mình sẽ đưa bé vẹt này xuống các bạn ơi. Không thôi bé đi theo một hồi mình đặt đập chúng một phát là bé ngõm ấy, bé xỉu máu hả. Rồi giờ đặt qua đây. Đi qua xíu các bạn ơi, đặt qua như vậy. Để mình coi, đặt như vậy. Đấy, đặt xung quanh nhá. Rồi đặt qua như vậy nữa là xong. Đấy, được phần trên rồi. Bây giờ mình sẽ làm phần dưới nha bạn. Phần phía dưới thì mình sẽ ok, chắc bây giờ mình xuống xíu cái đã, hơi cao các bạn ơi. Rồi cho bé này ngồi xuống luôn, cho bé này ngồi xuống luôn. Ngồi xuống. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ủa, không biết có cách nào để cho bé vẹt ngồi tự đi xuống không bạn, hay là mình phải chạy? Đó, ngồi xuống rồi. Rồi ngồi xuống. Hãy vậy cho bé an toàn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đặt mấy cái hàng rào này xuống các bạn ơi, để làm cho bé một cái lồng nhá. Đặt như vậy. Đấy, cũng như là như vậy. Rồi vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ ốp lại nha. Ở chính giữa các bạn mình vẫn đặt một block bình thường ấy. Rồi đặt lại như vậy. Đấy, rồi sau đó bao quanh bằng cái hàng rào nha bạn. Rồi ok, như vậy mình đã hoàn thành xong cái lồng đầu tiên cho bé vẹt màu xanh rồi. Đó, cái lồng này mình dự định sẽ đặt cái tấm thảm màu xanh dưới cho bé vẹt màu xanh này nhá. Ủa, đâu đây, bé đây. Đó. Bây giờ mình sẽ vô lấy cái bột nhuộm thôi các bạn ơi. Nãy mình có nấu hai cái xương rồng. Rồi, bây giờ mình chỉ cần nhuộm lên thôi. Ok. Đây là bé vẹt màu xanh cho nên mình sẽ đặt cái tấm len là màu xanh luôn nha bạn, tấm thảm ấy màu xanh luôn. Đó. Công việc tiếp theo thì mình đưa bé lên chỗ thôi. Mà đầu tiên thì mình cần phải dẫn bé nó theo đã. Giờ mình phải đặt xa ra xíu để cho bé tự đi xuống các bạn ơi. Đấy. Rồi chạy bắt chớn chạy nè. Xuống bé ơi. Kìa, bé xuống rồi. Hy vọng bé sẽ đậu trển luôn nha các bạn. Bé đâu ta? Ủa đâu rồi đâu? Lên em ơi, lên đây. Đúng rồi, bay lên. Giỏi. Rồi ngồi xuống. Đấy. Rồi ngồi xuống đi. Mình sẽ đẩy bé vẹt vào chính giữa nha các bạn. Vậy là xong rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt cái chậu bông để trang trí nha. Mình sẽ đặt ở bên hông đi. Rồi cho bé một cái cây đi. Vậy là xong rồi. Rồi làm tương tự với bé vẹt còn lại nha bạn. Giờ mình sẽ dọn cái chỗ này ra rồi làm tương tự cho bé một cái cành cây khác nha. Để mình coi mình kiếm một cái cành cây nào thích hợp đó các bạn. Tại vì phải có cái tán như vậy thì mình đặt nó mới thích hợp các bạn ơi. Đó. Rồi giờ mình sẽ dọn nốt chỗ này luôn nha. Gần đây cũng khá là nhiều cái cây rừng đó các bạn. Cái cành này được này. Ok. Vậy mình sẽ làm thêm một cái lồng cho bé vẹt màu xanh đó nha. Ok, giờ đi lên làm cho bé thôi.
Rồi bé này một cái lồng đèn à, cũng như bé bên kia cũng có lồng đèn nha bạn. Đấy, phải công bằng với hai bé luôn. Rồi ở đây một bé nữa ở bên đây. Đấy, vậy là xong rồi. À, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã thuần phục được hai bé vẹt luôn. Rất là may mắn khi mà mình gặp được hai bé vẹt luôn á các bạn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nhá. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ qua cái chỗ spawner của skeleton mình tìm ở trong tập trước đây và cùng nhau làm cái chỗ farm xương nha các bạn. Tại vì mình có thể farm xương để lấy bột xương ấy, rồi chúng ta có thể dùng để bón phân này cũng như là làm bột nhuộm và làm cái block xương ấy để xây dựng cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nha. Và cái spawner thì khá là gần cái khu làng của mình ấy, cho nên rất là dễ luôn các bạn. Trong thời gian gia tập thì mình cũng đã làm thêm được một khúc của cái tường thành này các bạn ơi. Tại vì cái tường thành này mình dự định sẽ bao quanh ngôi làng ấy, cho nên khá là mất thời gian để hoàn thành các bạn. Cho nên khi nào hoàn thành ấy thì mình sẽ nói với các bạn sau nha. Rồi, ok, giờ chúng ta sẽ đi xuống cái hang chứa cái spawner thôi các bạn. Hang nào ta? Hình như hang này nè các bạn ơi. Đấy, rồi ok, đi xuống dưới thôi. Không phải, nhầm rồi. Không phải hang này rồi. Hang nào ta? Hình như đâu gần đây thôi các bạn à. Đây, đúng không? Đúng rồi các bạn ơi. Đấy, giờ quẹo trái này. Rồi, tới nơi luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái rương lại nha các bạn. Lấy cái rương này hôm bữa mình chưa lấy hết đồ này. Rồi, ngoài ra thì các bạn cần phải đập cho mình cái phòng mà có kích thước là 9x9 nha các bạn. Về mỗi hướng là 4 ô nha. Rồi, 1. Đấy, 1, 2, 3 và 4 ô. Đấy, 4 ô là đủ nha các bạn. Cái này cũng vậy nè, 1, 2, 3 và 4 ô. Đấy, ở đây cũng vậy luôn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đào xong cái căn phòng 9x9 nha. Ok, cảm ơn, mình đã đào xong căn phòng 9x9 và các bạn nhớ đào xuống thêm 3 ô để cho mấy con skeleton gớt xuống nha các bạn. Ok, các bạn canh ở chính giữa của cái spawner này, các bạn đào xuống cho mình thêm 22 ô nha, để cho con skeleton khi nó gớt xuống ấy các bạn, mình chỉ cần đánh 1 đến 2 hit bằng tay không ấy thì nó sẽ chết nha. Và ngoài ra thì ở trên mình sẽ chặn lại bằng cái gỗ nha các bạn, để cho mấy con skeleton không có bị rớt ở phía trên cái spawner ấy. Rồi, giờ đi xuống. Đấy, các bạn chỉ cần đào xuống 22 ô thôi. Đấy, mình nghĩ 22 ô là vừa các bạn à. Và các bạn nên xác định vị trí mà mình sẽ đi xuống luôn nha. Tại vì làm cách này các bạn thì mình cần phải tìm cái chỗ nào để mình đi xuống nữa. Để mình coi cách đường nào để đi xuống nha. Ủa, ở trên trời tối mất tiêu rồi. Ok, giờ mình sẽ canh coi ở đây đúng không. Ở đây là tầng ok, chắc mình sẽ chụp hình tọa độ này lại các bạn ơi, để tí mình còn canh nữa. Gì ở đây, mình có thể qua đây để đi xuống nè các bạn. Đó, cách ra một. Để mình coi ở đây đúng không. Được ấy, giờ mình sẽ đào qua bên kia luôn các bạn ơi. Hãy đi cho chắc. Chứ mình tính một hồi sai nữa thì mất công lắm các bạn. Ở đây nè, mình sẽ đi xuống ở đây luôn cũng được các bạn ơi. Đó, ok, tạm thời giờ mình sẽ xuống đây rồi mình đào xuống trước 22 ô nha. Ok, tương tự ở đây thì các bạn cũng đào xuống cho mình đúng cái tầng bên kia luôn nha. Hồi nãy thì mình đào xuống tầng 32 á các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đào tương tự ở đây cũng xuống tầng 32 nha. Ở đây chắc mình sẽ di chuyển bằng một đường xuống thì mình nhảy xuống các bạn. Còn đường bên kia thì mình dùng cái đá này gì ta, cái đó là cái cát linh hồn các bạn ơi. Để mình có thể đi lên ấy. Tại vì khi mình đặt block nước ở trên cát linh hồn thì nó sẽ tự đẩy mình lên các bạn ơi. Rồi đó, như vậy là chính xác rồi này. Yeah. Rồi, tầm này thì skeleton gớt xuống mình chỉ cần đánh 1 hit thôi, 1 đến 2 hit đó các bạn. Để mình coi, này là đường xuống đúng không. Đường xuống gì là ở phía sau là đường lên đi. Đấy, mình sẽ cách và ra 2 ô đi các bạn. Cái này là đường xuống nè, nó cắm đút lên làm dấu các bạn. Rồi cách ra 2 ô, đây là đường lên đúng không. Rồi đào thẳng lên các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một ít cái đá phát sáng các bạn để làm cái đèn ấy. Mình muốn làm cái đó là cái chỗ đèn bật tắt được các bạn ơi. Để khi mình không cần farm ấy thì mình có thể tắt nó để đỡ lát nha các bạn. Mình ra thì mình cũng cần một cái cục cát lên hồn ấy để làm phần nước đẩy lên nha. Tảo bẹ mình cũng có một ít này để mình làm cái đường nước luôn các bạn ơi. Tầm hồn mình sẽ cắt các bạn chế tạo đây đi. Ok, bằng bệnh tiếp tục làm thôi các bạn. Ok, bằng bệnh thôi. Sau khi các bạn đã đào cái đường đi lên thì các bạn đặt một số nước ở phía trên giúp mình nha. Rồi đặt ở đây, nước sẽ chảy xuống dưới các bạn. Công việc tiếp theo là các bạn chỉ cần xuống dưới ấy, rồi đặt mấy cái tàu bẹ rồi nước sẽ thành nước dinh cổ thôi các bạn ơi. Mình cần phải đập cái này ra này. Lẹ, hết oxy, hết oxy. Nó thành nước dinh cổ nè. Đấy. Đó, nước dinh cổ thì nó mới tràn ra được đó các bạn. Ok, đặt lên túc ở trên luôn nha, để cho thành nước dinh cổ hết luôn nha các bạn. Đấy,
Đấy, sau đó thì mình chỉ cần đập mấy cái tàu bè này ra là được ấy. Rồi, giờ mình sẽ đi xuống nha. Đó, rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ chặn ở đây một block trước các bạn ơi. Đấy, vậy là xong rồi. Công việc tiếp theo thì đặt cái các linh hồn thôi các bạn ơi. Mình sẽ đặt các linh hồn ngay tại đây nè. Đó, bây giờ nó sẽ bắt đầu. Đấy, bốc bọt không khí lên nè bạn. Đấy, mình chỉ cần đứng lên đó rồi nó sẽ đẩy mình lên thôi. Rồi, ngoài ra ở đây mình sẽ làm cái chỗ để giết mấy con skeleton nữa. Giờ mình sẽ test cái chỗ đi lên nhá. Ngoài ra mình cũng còn phải làm cái chỗ đi xuống nữa các bạn ơi. Đi xuống thì ở đây mình sẽ đặt một block nước này để khi mình rớt xuống mình sẽ không bị nhận sát thương ấy các bạn. Rồi, giờ đi lên nhá. Piu. À, đẩy lên rất là nhanh luôn các bạn ơi. Ngoài ra ở đây thì mình cần phải cắm đuốc này. Đó, cắm đuốc đây cho nó sáng nha. Ở đây thì mình chỉ cần nhảy xuống nè. Mình có đem hopper rồi. Ngoài ra mình cần phải chế tạo thêm một cái rương đó các bạn ơi, để khi mà mấy con skeleton nó gớt đồ ấy thì mình có thể nhận đồ thông qua cái rương này nha. Rồi giờ đi xuống dưới nha. Rồi piu pẹp. À rồi, để mình ok, chắc tạm thời nó gớt tầm này nè các bạn. Ngoài ra thì mình cần phải chế tạo thêm một ít cái xì láp và cái phiến nữa. À không, xì láp với cầu thang chứ, để mình có thể chặn cho không cho mấy skeleton nó bắn mình ấy. Ok các bạn ơi, trước khi làm cái chỗ nhận đồ ấy thì mình cần đặt đường nước trước cái đã, để mình test coi mấy con skeleton sẽ gớt ngay chỗ nào thì mình đánh nó sẽ một hit nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đặt nước bốn góc trước nha. Đấy, mình có làm thêm một cái chỗ nước chinh cũ ngay tại đây nè các bạn ơi, để mình dễ dàng lấy nước ấy. Rồi đặt thêm ở hai góc này nữa, sau đó thì mình sẽ dập đốt nha. Ui, đây là công đoạn mình sợ nhất nè các bạn. Tại vì skeleton sẽ spawn đó. Ui mình lỡ đánh nó rồi. Hai bé này sẽ gớt dưới sẽ chết liền nè các bạn ơi, tại vì nó đã mất máu rồi. Một bé gớt rồi kìa. Xuống đi, đừng có bắn nữa mà, xuống đi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái đèn redstone đó các bạn ở bốn góc nha. Đó, các bạn canh ở chính giữa nha các bạn ơi, để cho cái đèn ấy nó có thể phát sáng đều ấy các bạn. Rồi, đặt ở đây. Ở đây và ở bên đây. Sau đó thì các bạn dẫn điện ở phía sau nha. Đường điện thì các bạn đặt như vậy. Đó. Mình sẽ không làm ở đây đâu, tại vì hiện tại chắc mình không đủ redstone các bạn ơi. Mình chỉ có 21 cái bộp redstone thôi, chắc không đủ đâu. Cho nên mình sẽ nối vào hai cái đèn gần nhất đi để cho mình test đi cho các bạn xem nữa. Rồi, ở đây chắc mình sẽ làm thêm một cái repeater đi. Đặt ở đây. Đó. Cái này không nên để vạch nha bạn, để một vạch thôi. Đấy, mặc định ấy. Đặt như vậy. Rồi, sau đó ở đây đặt một cái nút là được ấy các bạn ơi. Giờ mình sẽ sửa lại cái đường đi vô đã. Đó, giờ mình sẽ làm một mình lỡ đập cái chỗ này luôn rồi. Đặt lại. Đấy, không thôi nó không dẫn điện đâu các bạn ơi. Đặt như vậy. Rồi, tiếp theo thì bấm cái cần gạt thôi. Đấy, nãy mình có thử chế nút các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ lại thì nút thì không thể ấy. Ở đây thiếu một cái bột redstone. Đó. Khi các bạn bấm ấy thì nó sẽ tự phát sáng hai đèn nha các bạn. Đó, đèn này cứ phát sáng nè, đèn này cứ phát sáng nè. Khi nào mình có thêm redstone đây thì mình sẽ dẫn qua đèn bên kia luôn nha. Hiện tại thì mình chỉ làm được có hai cái đèn gần nhất thôi các bạn ơi. Ở đây hình như đường điện hơi yếu hay sao ấy. Cho nên ở đây mình sẽ đặt thêm một cái repeater. Đó, đường điện sẽ mạnh hơn. Đấy, cứ thế mà dẫn qua tới đèn hai đèn bên kia thôi các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ AFK thêm một chút nha, để mình có thêm skeleton rồi mình farm cho các bạn xem nha. Ok, nãy giờ mình cũng AFK được một lúc rồi các bạn. Giờ xuống dưới farm thôi. Rất là nhiều luôn. Mình sợ farm lag các bạn ơi. Wow. Quá trời kinh nghiệm luôn các bạn ơi. Chém cái nữa nè. Chém thêm cái nữa. Đấy. Yeah, kinh nghiệm vô quá trời nè các bạn. Wow, rất là đã luôn. Rồi, giờ làm cái nữa nha. Đấy. Quá trời cung luôn. Wow. Được ấy. Hình như cái này là đầy rồi. Nó đầy các bạn, cho nên nó hút đồ không kịp kìa. Đó, giờ mình sẽ lấy đồ tiếp nó nha. Cung thì chắc mình sẽ vứt vô đây các bạn ơi. Có gì mình đem về nhà mình sửa là sao. Wow, farm một lần được một stack máy luôn. Tha hồ mà lấy mấy cái xương cũng như là mũi tên đấy các bạn ơi. Đó, có cái farm này thì sắp tới chắc mình sẽ dùng cây nỏ thường xuyên ấy. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ làm thêm một cái có slab nè. Đặt đây các bạn, để cho nó đừng có kiểu như bị lọt xuống dưới ấy. Đó, gì mình sẽ farm tiện hơn này. Rồi, cắm nước lại ở trên này. Rồi xong. Như vậy thì mình đã xong cái hệ thống farm skeleton rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Rồi chắc bây giờ mình sẽ quay lên trên nha.
Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một cái bánh xe nước ở cạnh cái hồ, thuần phục được hai bé vẹt cũng như là xây cho hai bé hai cái lồng ấy, và mình cũng đã làm xong cái chỗ farm skeleton rồi. Sắp tới mình có thể sử dụng bột xương ấy, rất là thoải mái luôn. Và ok, ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.